Trường xin chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn nha. Hôm nay thì trường lại tiếp tục câu ở chỗ cái chỗ cũ này nè. Ở phía ngoài bên đó thì bữa nay nó hơi chống lục bình đó, nó không có cho nên thôi giờ trường câu lại trong cái gốc cây này ha. Đó, mà Vinh lúc này câu có ăn có dính là cho nên trường câu nữa nghe cả nhà. Với lại là do dịch đó mình không đi câu cá tra, không có đi đâu xa được đó, cho nên là trường chỉ ở một cái chỗ này thôi. Đó, trường nhắn câu mọi thức ăn trộn nè, bữa câu còn cù được miếng nè. Đó, trường lấy trường câu luôn. Rồi cả nhà xem nhớ bấm like, đăng ký, ấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của trường ha. Rồi trường chúc cho cả nhà có thật nhiều niềm vui nè, có thật nhiều sức khỏe để mình chống được dịch bệnh nha. Rồi vậy thôi, mời cả nhà cùng chờ xem nha. Ăn rồi cả nhà, thả xuống lan rồi. Dù cho máy nó động để máy chạy ngang nó cũng vẫn ăn nữa. Lụm cá con cả nhà ơi, có dính là mừng rồi nha. Đây con khai hàng con đầu tiên, máy ngoài chạy ngang quá chạy luôn đó, nhưng mà chẳng ăn cả trường đó. Lụm là họ cả nhà nghe tiếng máy ngoài không, máy ngoài chạy quá trời chạy luôn á, nhưng mà trong này mình câu nó vẫn ăn vẫn dính nha. Chỗ này ở trong mé nè, làm trong mé này cá hơi nhỏ cả nhà. Nè, vừa bỏ xuống là ăn nữa kìa, đưa con mồi vừa đụng nước là nó ghẻ liền đó, lòi kìa. Lụm nó, lụm nữa cả nhà. Lụm nha. Trường nghĩ chắc hôm nay là một cái lỗ này là trường câu hoài luôn nè. Đó, để xuống là nó ăn kìa, lòi kìa. Cá này nó ăn lứa mà, cá đầu mùa này nó có lứa mà nó chưa có lớn á, cỡ bay lớn gì không nè. Đó, nhưng mà kể đi, mình có cá giật là mình đỡ buồn rồi. Đó, ăn kìa. Lụm nó làm chuyện giờ bỏ xuống ăn hết cả nhà. Để cái video sau á, trường sẽ làm một cái video và trường câu luôn, trường sẽ hướng dẫn cái bài mồi mà hôm nay trường làm để câu cá mè Vinh nè cho cả nhà cùng tham khảo nha. Cái bài mồi này trường câu là rất là nhạy luôn nha. Chỉ cần trường thả xuống là giật rồi cả nhà ơi. Đó, yêu cầu mà thả mồi xuống là lụm nè, máy chạy ngang ngoài sông kìa, kệ không quan trọng luôn. Đơn giản và nhẹ nhàng luôn. Vô. Lụm. Cá con không à, mà cá này ăn mềm ngon lắm nha. Mấy cá này nè, nó nhỏ á, mình kho lạc hay mình nấu ăn chua bất cứ gì nó cũng ăn rất là ngon luôn, tại nó mềm á. Lắm. Ôi con này bự rồi, bự hơn ai năng. Đó, con này nó bự hơn rồi. Bự hơn được chút xíu nha. Đây. Lên hàng. Tiếp tục luôn. Bự gì đi. Bự gì là im hả? Bự á mình giật nó đã tay lắm, còn nhỏ nhỏ giật nhớ hiệu. Hết biết nói gì luôn, toàn là mini không nha cả nhà. Đó. Lụm đỡ hơn được một chút nè, kệ đi, mình có dính là mình mừng nè. Lên nha, lên hàng.
lụm bự rồi, bự rồi. Đó, con này bự hơn được được xíu xíu. Đó, mừng quá cả nhà ơi. Đây. Lên hàng bự hơn nha. Lụm. Lên hàng nữa nhé. Ờ, dính luôn. Dính luôn không hay. Đây đây, chừng đổi ra đây chút xíu rồi kiếm cá bự ra. Nó ngoài chỗ gốc ngày hôm qua mà ngay chỗ mình bác. Ủa. Đợi đây chừng nở đây xíu coi. Tôi hy vọng kiếm cá bự ra. Hy vọng kiếm cá bự ngoài này. Nó ăn kìa. Lụm. Cũng lứa rồi cả nhà. Nè, nó cỡ cỡ gì đó đó. Lụm cũng mini. Lên cá luôn cả nhà. Lụm. Lên hàng. Lụm. Bự hơn được chút xíu không? Đó. Chỉ cần thả xuống là lụm rồi cả nhà. Đó. Lụm. Đó. Mini. Lụm. Tiếp tục lên. Nó ăn hồi lúc này không có lúc phao nữa, nó ăn chỉ là lo 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 hay hơi gì đó hả. Nếu mà mình không giật luôn á thì có thể là nó hết mồi. Giật lúc luôn, lụm lụm bự. Trời ơi. Tính đâu cá bự hay gì. Nó lôi mà cái này lúc phao rồi nè, mà cá cũng nhỏ. Dính luôn rồi. Trời ơi. Không cần giật luôn á, tự động dính luôn à, nó không có lôi mạnh á. Lụm nè, nó vừa trường vừa thả xuống luôn á, là lụm luôn rồi nè. Rồi tình hình đó là cá nó đang ăn liên tục luôn á mà hết trơn mồi á, cho nên thôi đây thành quả hôm nay của trường nè cả nhà. Cũng giống bữa trước vậy đó. Ờ dính nè, quá trời nhiều luôn, nhưng mà hôm nay á không có cá bự cá vừa vừa gì không nè. Đó. Rồi vậy thôi chắc hết mồi cũng đâu có câu được nữa đâu. Rồi thôi chắc trường dừng ngay luôn ha. Rồi cả nhà xem video nè, nhớ bấm like, đăng ký, ấn chuông để ủng hộ với trường ha. Mình chúc cho cả nhà có thật nhiều niềm vui nè, có thật nhiều sức khỏe để mình chống cái dịch bệnh nha. Rồi để cái đợt sau thì trường sẽ hướng dẫn cách làm mồi để câu cá mì dinh trong cái mùa đầu mùa nè, rồi mùa nước nổi này kia. Rồi vậy thôi ha. Thôi xin chào cả nhà luôn. Quá trời dính luôn rồi nè, giật đá tay luôn cả nhà ơi, 30-40 con rồi thôi.